Wow. Oh, this is so friendly. Wow. Look at, see? He loves you. He wants you to, he wants a belly rub. He likes his belly rub. Oh, that's what that means. Yeah, okay. See? Oh. Check it. He loves his belly rub. You want to rub his belly? Yeah. So friendly. He's a friendly dog. Yeah, friendly dog. Very friendly. So cute, yeah. So friendly. Tôi chẳng đặt chúng nó nha. So friendly. Nằm im cho gãi luôn kìa. Dài dữ rồi cháu này. Sao cháu này dài dữ vậy? Nằm luôn. Nằm luôn hả? Nè. You're so friendly. Chết đi, không muốn chết không? Chết chưa đi. Đúng đụng chứ không? Đừng nếu nào không được. Ừ, gặp. It's so friendly. So cute. Nằm dài luôn nè. Nè, nằm dài luôn. Chết đi, chết đi. Đụng đầu đi. Đụng đầu. Alright, hold on. Hold on. Đụng đi, giúp đầu chứ. Giúp đầu, giúp đầu. Dạ, để quay bên kia. Ừ. Đây có chó này rất là friendly, rất là thân thiện luôn nè mọi người. Có khách tới là chạy tới mừng chơi nữa, chơi trò chơi nữa nè, dễ thương chưa? Oh, want to play kìa. Đem đồ chơi tới cho Sydney chơi kìa đó, đem tới chơi kìa. Rất là thân thiện luôn. Cái body nó nhìn cái người nó dài ghê chưa? Yeah, so cute. Sofa nằm luôn rồi. Cái chó bên đây sướng, mọi người nằm trên sofa đẹp ghê. Bởi vì có tóc lại gối ra, cái tờ tú vàng và cái xe. Còn tới giúp chú đi, tới giờ đầu đi. Thân thiện, so friendly. Còn cái kia đâu, cục kia đâu, còn cục kia đó, chà nó, nó chơi đó gì, thích chơi cắn cái đó thấy không? Lụm lít, lụm lít. Lụm đuôi xuống. Đẹp chết nè. They want to play with you. They want to play. File and see what we can use. Yeah, we'll go check the file to see what we can use. We'll pull hers and
khác ăn. Đây là Tiffany và chú chó nè, nói với chó thân thiện chưa? Tiffany tô màu, chú chó nằm kế bên chơi nè. Đó, nằm kế bên coi Tiffany tô màu nè. He's being extra friendly because he loves her. Hồ nhỏ rất là nhiều bình hương rồi mọi người. Ôi vậy nè, nó bắt cá, bắt đồ đó, nó đang ăn nè. Bắt cá đó, từ nguyên cái mặt xuống dưới nước á. Này cũng là bình Canada, ngọc Canada. Bơi tới cái đống luôn kìa. Xí. Không ăn xa xa cho mình ăn chế để nó tới. Nó tới nó chờ tới cho mình. À, biết có đồ ăn đó. Té rễ bánh mì. Vậy vịt tới luôn. Mấy con vịt này là bay cao lắm á. Vịt này là Canadian geese. Nó bơi xuống cái chỗ ăn luôn. Nhiều quá. Anh cho nhiều nhiều cho nó ăn. Phải xé ra ăn à. Nó tự biết nha, nó tự hồi nó tự xuống đây nè. Vịt bự ghê chưa? Ngỗng. Ngỗng. Cái nó lộn vịt hoài. Ngỗng. Ngỗng Canada. Dành ăn. Dành ăn. Dành ăn. Cái ao này nhỏ nhỏ như vậy rất là nhiều cá và rùa. Và đây có ngỗng nữa. Rất là nhiều ngỗng. Mấy con ngỗng bự không à. Ủa, dành ăn với nhau kìa.
rỉ ăn nè, mấy con này nè, chớp được miếng bánh mì ăn nè, đó. Ồ, dành ăn dí. Cái miếng này của con này, con kia tới rồi, con này dí. Nhiều con nó bơi vòng vòng để đi ăn quan đại xuống con nào ăn được anh. Về băng đó chưa ăn mà. Nguyên một đám đó. Đầu đàn. Chuyên dí người ta thấy con này đầu đàn. Cái con kia tới sợ không ăn được chạy. À, baby thấy cái con lớn tới chạy đâu có dám ăn đâu. Nãy Nguyên một ổ rưỡi bánh mì dài, thiệt dài luôn. Cái này mà về hết rồi nè. Nhiều quá, đông quá mà. Quá trời luôn. Xong rồi đó, đảo hết rồi. Hết rồi. Cô cứ cái bơi nhổng cái đầu dưới. Thấy con kia không? Em ăn cá đó. Để gần xuống để cho mấy con kia nó chạy ra, mấy con cá ăn cho nó. Đập nước ngóng.